Hi, xin chào tất cả cả nhà nha. Hôm nay May Facing lại lên video mới cho cả nhà xem này. Hôm nay ngày 23 tháng 7. Chúc cả nhà mình có một ngày thật là tốt lành ha, đi câu được rất là nhiều cá. Thì bây giờ em sẽ lên cho cả nhà một số cái mẫu cần thanh lý này. Đó, cần tay nha, cần iso, cần lua, ba khúc, cần lục. Đó, rất là nhiều mẫu cần cho cả nhà lựa chọn luôn ha. Và bên cạnh đó sẽ có một số phụ kiện đi kèm như là dây cước, bia. Đó, và có một cái máy thì bên em đang có thanh lý cho cả nhà, giá rẻ thôi. Đó, cả nhà mình về câu thử không? Đó, bên em về rất là nhiều loại luôn cả nhà. Thì trước tiên em sẽ lên phụ kiện trước cho cả nhà nha. Một phụ kiện trước thì đây sẽ là một cái máy này. Cái này hiện tại nhà em mới bị bom về cả nhà nên là em sẽ sale rẻ luôn. Đó. Cái này, con này là một con máy của Shimano 5000 nha. Đây, mấy cái con này thì mình có thể đánh lục được cả nhà nha. Lục này, ISO đổi được ha. Đó, con này của nhà Shimano. Còn sẽ có line cap sẽ là từ 4 này, 200 nha. 5 sẽ là 150, 6 sẽ là 120. Đó. Sẽ có dây cước đi kèm như thế này. Máy êm nha, mượt. Đó. Con này của Biomaster. Con này của Nhật luôn cả nhà nha. Hàng nội địa Nhật này. Đó, máy cực kỳ êm mượt luôn. Mà người ta không có nhận hàng bị bom. Đó, nên là ai chốt con này cho em, giá là 1,3 triệu cả nhà, em bao ship nha. 1,3 triệu em bao ship cho cả nhà mình luôn. Này nó bị bay. Đó, ai chốt cho em con này 1,3 triệu bao ship ha. Vô trên video này thì em sẽ miễn phí ship cho cả nhà. Rồi. Tiếp theo em sẽ lên mở phụ kiện là mấy cái dây cước này, dây dù này. Yeah ha. Thì trên tay em có hai cái loại dây cước. Em nhầm cái cước, cước đây này. Đây. Cái đầu tiên sẽ là cước nano nha. Đó. Cái này sẽ có hai size cả nhà, 17 với lại 33 thì em để trong kia em quên rồi. Đó, tải được 8 kg cá này. Dây sẽ là không size sẽ là 0.25 nha. 100m. Con này 100k cho em ha, 100k. Mình mua từ 3 cuộn trở lên em sẽ miễn phí ship toàn quốc nha. Thì đây có một cái dây cước của nhà Daiwa. Thì cái này sẽ có hai màu, một cái màu xám này với lại màu đỏ đô cả nhà. Đỏ rượu đó. Thì cái này sẽ có size là 1.0 nha. Đó, bổn được 4,7 kg cá. Đó, dây cước ha. Đồng giá là cái này 100, nano là 100k, còn của Daiwa sẽ là 70k cả nhà. Thì đây sẽ có một số loại dây PE. PE ha. Cái này của hàng Japan. Nội địa Nhật nha. Cái này thì bên em cũng sẽ có là size 6.0 với lại là 7.0 cả nhà. 100m nha. Giá là 100k. Hàng của Japan luôn, của Nhật luôn nha cả nhà ha. 100k này. Có loại 50k thì chiều dài sẽ là cái này 100m. Có loại 50m. Đó. Có size sẽ là 0.6 ạ, 0.3 30 nha. Đó. Sẽ có mấy size như vậy. Thì cái này đồng giá là 50k cho em ha. Rồi, em lên PE mới về này cả nhà ơi. Nhiều lắm luôn á. Ai em nhầm cái này dây cước chứ. Em nhầm cả nhà. Cái này dây cước bên em mới về thì sẽ có hai từ cái này PE. Bé PE này thì hiện tại nhà em có cái màu xanh lá cây nha. Xanh lá cây này. Để em coi bên này có màu gì. Có một màu thôi cả nhà ơi, một màu xanh lá cây thôi ha.
Thì một cuộn như thế này sẽ có là 10 cuộn nhỏ ha. Bao gồm 10 cuộn nhỏ. Một cuộn nhỏ này sẽ là 100 mấy cả nhà, bên em có tách lẻ ra bán nha. Tách lẻ ra là một cuộn sẽ là 100k. Cái này mọi người mà mua lẻ ở ngoài thì chắc chắn sẽ giá là trên thị trường là 140k rồi. Thì bên em sẽ bán là 100k thôi. Khi mình mua 3 cuộn như thế này, 3 cuộn nhỏ này thì bên em sẽ miễn phí ship nha. Đó, 300k miễn phí ship. Thì cuộn này bên nhà em đang có size là từ 1 này, 2 chấm nha, 2.0, 2.5 này, 2.4, 3.0, 3.5 và 4 chấm nha. Đó, sẽ có 7 cái size cho cả nhà lựa chọn. Cái này của Winmax Pro X8 nha. Đó, hàng này cước khá là siêu bền này, chống thấm nước nha, mềm mịn không có bị sơ. Đó, thì ai chốt cái này cho em thì có thể liên hệ cho em số điện thoại hoặc là Zalo em có ghi trên màn hình đó cả nhà nha. Có gì thắc mắc thì cứ liên hệ cho em ơi. Rồi, qua phần phụ kiện em sẽ lên cần ha. Đây, hôm nay rất là nhiều cần cho cả nhà lựa chọn luôn. Thì trước tiên thì em sẽ lên cái bộ cần thanh lý trước cho cả nhà mình. Đây là 5 cái cần thanh lý như thế này. Hiện tại cần thì đó sẽ bị thay khoen rồi cả nhà nha. Thay khoen rồi thì cả nhà mình mua về chế tráo hoặc là mình lấy lên kiện phụ kiện đó đều được ha. Đây ạ, cần còn đẹp nha, mình lấy lóng đồ cũng ok. Sẽ có 5 cây như thế này cả nhà. Đây, sẽ có cái cặp cần màu tím này, cặp cần màu tím như thế này. Chiều dài của cái này sẽ là 2m7 nha. Em có cặp như này còn đẹp lắm cả nhà ơi. Đó. Rồi, chốt cho em cái mà 5 cây cần thanh lý này sẽ có giá là 400k cả nhà. Combo cần thanh lý giá là 400k, cộng cho em là 30k ship nữa. Đó. Thì cần giá rẻ rồi nên em sẽ tới phí ship cả nhà ơi. Rồi, có gì thắc mắc thì cứ liên hệ cho em nha. Rồi, bắt đầu em lên mã cần này. Lên mã đầu tiên cho em là một cây cần tay mini như thế này. Mình bỏ cốt này, cốt xe, ba lô đều được nha. Cây này gọi là cần trốn vỡ cả nhà, khá là nhỏ gọn. Chiều dài cho nó sẽ là 5m4, cứng là một thôi, tương đương cho em là 3H. Mình câu cảm giác trải nghiệm thôi cả nhà nha. Đây là một cây cần carbon này. Đó, cái này trọng lượng sẽ là 130g, gọn là 0.6 ly ha. Em để giá rẻ thôi. Cái này kiểu hàng nước thôi, còn khá là mới ạ. Đây, cái ngọn này cả nhà. Ngọn cần nha. Con này mình câu cảm giác câu cá tráp, cá hành đồ, mấy con cá suối nhỏ. Đây, lóng còn rất là đẹp nha cả nhà ha. Lóng đẹp này, không có bị trầy xước nha. Đó, lóng khá là đẹp. Một lóng, ba, bốn, năm. Cái này có tận 9 lóng hết rồi nha, kiếm lóng nha. Đó, ai chốt cây này cho em giá là 500k, mã số 1 nha. Một cây cần tay mini như thế này, chốt cho em giá là 500k, mã số 1. Một cây cần mini của King. Đó. Rồi, tiếp theo lên mã số 2 nha. Cây này của cũng là một cây cần tay mini carbon này, Nova ha. Chiều dài sẽ là 3m6, cứng sẽ là 3H thôi. Những cây này thì mình câu trải nghiệm cả nhà ơi. Cây này thì nó tình trạng thì hơi bị xước nhẹ, hơi bị xước nha. Đó, em hút cái ngọn này cho cả nhà mình xem. Đây, cây này cũng khá là nhỏ, ngọn nhỏ cực kỳ ha. Đó,
lóng đẹp nha, không có bị trầy xước đâu cả nhà, lóng đẹp. Đây cây này thì có bị xước một xíu rồi, bị nổ, bị nổ một xíu cả nhà. Cây này khá cũ rồi thì em sale rẻ thôi ha. Cây này 400k hai mua thì em bao ship cho mình. Đó, cần tay mini khá nhỏ gọn, cây này thu gọn lại tầm 50 thôi, 50 cm thôi ha. Vỏ cốt xe vừa, ba lô đều ok. Rồi chốt cho em mã số 2 giá là 400k. Mã số 2 400k nha cả nhà ơi. Tiếp theo lên mã số 3 cũng là một cây cần tay mini thu gọn như thế này. Cây này trọng lượng cho em sẽ là 112g, gọn là 0.7. Đây cây này chiều dài cho em sẽ là 3m6 nha, cũng sẽ cứng sẽ là 3H thôi cả nhà, mình cũng câu trải nghiệm cảm giác cho em thôi ha. Đây ngọn này, cây này mình cũng câu cảm giác thôi. Lóng này, lóng có bị xước nha cả nhà, lóng bị xước nha, xước ở đây này đó. Cây này xước hơi bị nhiều, thì mấy cái xước như thế này thì em CO rẻ cho cả nhà nha. Cần thì ra thẳng tắp này cả nhà ơi, cần ra thẳng tắp nha, ok ha. Thẳng nảy đó, bò cá suối rồi ok, mấy con cá nhỏ nhỏ. Rồi cây này chốt ra mã số 3 giá là 200 thôi, giá 200 cả nhà, giá là 200. Cây này cần ship nha, giá 200k. Một cây cần mini ship mã số 3 ha. Rồi tiếp theo lên mã số 4 này. Đây là một cây cần của Olympic. Đây hạng Olympic nha cả nhà. Cây này chiều dài cho em sẽ là 3m30. Đó, 3m3 ha. Độ cứng thì cũng là 3H thôi cả nhà. Độ cứng mấy con này thì câu cá nhỏ thôi, câu cá tráp cá hành đồ á, mấy con cá nhỏ nhỏ trải nghiệm thôi ha. Ngọn này, cây này ngọn rỗng nha. Đó, lóng đẹp không có bị trầy xước. Đây, lóng đẹp ok cả nhà nha. Đó, 3m3. Anh nào mình mới tập câu á, muốn câu thử trải nghiệm thì thử mấy cái cây này khá là ok nha. Dạ. Rồi trọng lượng khá là siêu nhẹ luôn, cầm rất là nhẹ tay. Trọng lượng sẽ là 96g ha. Ngọn là 1.2 ly cả nhà. Cây này em để giá rẻ là 500k ha, 500k này. Đó, của cần của Olympic nha. Thì nó vẫn có chụp đồ đầy đủ cho mình. Cái này là người ta có cuốn chị lại cho đỡ bị nổ lóng mắt cả nhà. Cả nhà không ưa thì cả nhà có thể tháo ra được nha. Đó, mình tháo ra được ha. Đây. Chốt cho em mã số 4 giá là 500k, 3m3, cứng 3H cả nhà nha. Rồi em lên mã số 5 này. Đây là một cây cần ISO hạ tay. Đó, cây này khá là cứng, siêu cứng. Chiều dài sẽ là 4m5, cứng là 2. Thì mình hạ cần tay xuống cho em là được 5H nha. Con này 5H. Bo được chép nha. Chép trôi, ok. Anh Hiếu. Đây, em rút ra cho cả nhà mình xem tình trạng còn đẹp nha, lóng rất là đẹp này. Cây này tương đương cho em là 5H. Đó, bo cá ok rồi cả nhà nha. Bo chấm này, chép ok. Đây, tình trạng lóng còn đẹp nha. Đó. Cả nhà mình muốn xem chi tiết hơn thì cứ liên hệ Zalo cho em. Em gửi video cho cả nhà mình tham khảo nha. Cây này thì có bị xước lóng nhẹ này, cái lóng cuối thì có xước nhẹ. Đây là một cây ISO hạ tay nha, khá là chắc chắn, cần thẳng nảy. Đó,
Trọng lượng là 215g thôi ạ. Ngọn là 1.8 ly nha. Em để giá rẻ thôi. Mã số 5 là 500k này. Chốt cho em là mã số 5, giá là 500k nha. Cần ISO carbon hạ tay. Đó. Tương đương 5H cả nhà nha. Rồi em lên tiếp theo mã số 6. Đây là một cây cần súp lỡ Super Century. Cái này chiều dài sẽ là 2m1, cứng là 10 thôi. Mình cầu cảm giác trải nghiệm cho em nha. Con này phôi 2 da luôn. Trời ơi, siêu xinh ha. Phôi xoắn 2 da này, đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Khoen bát Fuji. Khoen này 2, 4, 6 cái khoen nha. Trọng lượng con này siêu siêu nhẹ, cả nhà có thể hạ gần tay này, quá là ok nha. Chiều dài trọng lượng sẽ là 103g, gọn là 1.8 ly nha. Đây em rút cái ngọn ra cho mình tham khảo. Thì mình câu mấy con cá nhỏ nhỏ thôi, câu cá suối rồi thôi cả nhà ơi. Lóng đẹp nha, không có bị trầy xước. Đó, vui xoắn hai da. Ở phía cuối thì có xước nhẹ, cũng không có thấy luôn cả nhà. Vui xoắn hai da quá đẹp. Con này ai thích hạ cần tay lại làm cần mini á, xinh lắm luôn á. Đó, khoen nè. Rồi ai chốt cho em cây này sẽ là giá là mã số 6, 600k cả nhà nha. Mã số 6, 600k. Cần bộ Olympic này. Đó. Cây này mình hạ về ok. Một cây cần xúc lỡ. Mã số 6, 600k. Rồi em lên mã số 7. Đây là một cây cần ISO khoen nhỏ, cũng của nhà Olympic ha. Đây ạ. Cái này chiều dài sẽ là 5m3, cứng 1 thôi, tương đương là 5H. Anh em nào mình muốn hạ cần tay thì bên em có hỗ trợ hạ cần tay miễn phí nha. Khoen của nó này 2, 4, 6, 8, 9 cái khoen nha. 9 khoen như thế này. Đây em rút ra cho cả nhà xem cái lóng được rõ hơn nha. Lóng này, lóng thì những cái lóng đầu thì em không thấy có bị trầy xước. Coi thử mấy lóng cuối. Mấy lóng cuối thì nó hơi bị sức nhẹ như thế này. Đó. Cái này hơi cũ á cả nhà nha. Sức nhẹ như thế này thôi ha. Thì em cũng để giá rẻ thôi. Khoen bắt mua xì xít nha. Đó. Rồi á, chốt cho em cây này là mã số 7. Giá là bao nhiêu đây ạ? Cây này chốt cho em mã số 7, giá là 600k cả nhà nha. Sale rẻ luôn. 600k. Đó. Trọng lượng sẽ là 190g, ngọn là 0,9mm. Ai chốt cho em mã số 7, 600k. Rồi em lên tiếp theo, cũng là một cây cần ISO. Cây này mấy hôm nay bên em bán rất là chạy luôn, bán cần hình như là hết hàng luôn rồi á. Đây là một cây cần của nhà Shimano. Cây này còn siêu nét luôn cả nhà ơi. Trọng lượng sẽ là 4m5, cứng 2 này. Cây này mình hạ cần tay xuống rất là đẹp luôn ha. Đó, Holiday ISO ha. 4m5, cứng 2, khoen nhỏ, khoen bass Fuji. Đó, 2, 4, 6, 7 cái khoen cả nhà, 7 khoen nha. Gọn này. Cây này mình hạ cần tay xuống cho em là được tầm 5H á. Đó. Đẹp nha. Xoắn này, xoắn vào trong này cả nhà. Đây. À, cây này có cái vân vân ở sóng ở từng lóng á, rất là đẹp. Đó. Đây, cây này mình hạ cần tay xuống luôn, rất đẹp luôn. Bên em thì hỗ trợ hạ cần tay miễn phí cho mình đó. Anh em nào muốn thì bên em hỗ trợ cho nha. Rồi trọng lượng sẽ là 150g, ngọn là 1.5 ly. Chốt cho em cây này giá rẻ thôi, 500k cả nhà. 500k nha. Quá đẹp rồi. Shimano này. Đó. Em lên mã tiếp theo, mã số 9. Đây, của nhà Tsuyumi. Đây, cây này đẹp lắm luôn á. Rồi, của Power Forest C.
Gel Lux đây ạ. Cây này chiều dài sẽ là 5m3, cứng 4 cho em nha, cứng 4 cả nhà, với màu xanh phối như thế này. Cây này sẽ có 2, 4, 6, 8 cái khoen, 8 cái khoen nha, khoen Fuji cả nhà, khoen Fuji xứ xám nha. Đây, lóng này, lóng ở trong nó được khoáng xoắn xoắn, rất là đẹp. Đây, tình trạng lóng còn đẹp nha, không có bị trầy xước, lóng khá đẹp. Thì hàng bên nhà em đảm bảo cho cả nhà mình kiểm hàng trước khi thanh toán nha. Đối với những cái cần mà mắc tiền á, thì bên em sẽ nhận cọc tầm 1-200 gì đó thôi. Đó, còn những cái cần bình thường thì bên em sẽ không có lấy cọc. Nhưng mà khi mà cả nhà mình nhận hàng á, đầy đủ, nó không bị gãy khoen hay là không bị trầy như tình trạng mà tụi em đã quay cho cả nhà, thì cả nhà nhớ nhận hàng cho em ha. Thì nhà em có cần như thế nào thì bên em sẽ báo như vậy rồi. Đó, nên cả nhà yên tâm về phía chất lượng, uy tín bên nhà em. Rồi, cái này ai chốt cho em mã số 9 này, giá là 750k thôi ha. Trọng lượng em này sẽ là 440g, gọn là 1.8 ly. Ai muốn hạ cây này, hạ cần tay vẫn ok cả nhà, bên em vẫn hỗ trợ hạ cần tay miễn phí. Cứng 4 nha, cứng 4 tương đương sẽ là 6H. Đó, chốt cho em mã số 9, giá là 750k, một cây quần của nhà Suyumi. Rồi em lên tiếp theo, một cây cần ISO, cây này ISO khoen lớn, chiều dài sẽ là 5m4, cứng là cứng 3. Đây, cứng 3 này, cái bên ngoài sẽ được phối nhũ kim tuyến. Cây này là một cây cần phôi 2 da luôn cả nhà, phôi sống 2 da nha. Tình trạng của em nó thì hơi bị trầy xước một xíu. Khoen lớn này, sẽ có 2, 4, 6, 8, 9 cái khoen. Đây, em mở ra cho cả nhà xem cái lóng ở phía bên trong như thế này ha. Đây, lóng này, phôi xoắn ngay già, cả nhà có thấy không? Đẹp cực kỳ luôn ha. Phôi xoắn này. Đó, một cái cần này mà em xoắn ngay già như thế này mà em để giá cực kỳ rẻ cho cả nhà luôn. Mình về chơi thoải mái ha. Đây, xoắn rất là đẹp nha cả nhà. Có thắc mắc gì thì cứ liên hệ số Zalo bên em hỗ trợ chi tiết hơn nha. Rồi, cái này trọng lượng cho em sẽ là 380g, gọn là 1.7 ly. Em để giá rẻ thôi, 700k này. Anh em nào thiện chí chốt cây này cho em nha. Cái này bị rỉ ấy, nhưng mà mình có thể chùi ra cả nhà, mình về chùi lại cho em xíu là được nha. Nếu cái này mình chùi ra á. Ai chốt cho em cây này mã số 10, quên nói cây này của nhà Daiwa cả nhà, của Daiwa nha. Đó, mã số 10, giá là 700k thôi. Đó, một cây cần ISO khoen lớn, phôi kim phôi 2 da, quá đẹp rồi. Và giá chỉ là 700k thôi á. Rồi, em đem tiếp tục mã số 11 luôn. Đây, mã số 11. Cây này cũng là một cây cần ISO khoen lớn. Trọng lượng sẽ là 410g, gọn là 1.6 ly nha. Cây này của nhà Matta. Chiều dài sẽ là 5m4, cứng 3 tương đương cho em là 5H nha. Đây, khoen này, khoen bắt hạ Fuji nha. Cây này khoen rất là đẹp, rất là mới luôn. Cây này sẽ có 2, 4, 6, 8 cái khoen. Em mở cái lóng ra cho cả nhà mình rõ hơn. 8 khoen đó cả nhà. Đây, lóng này, đẹp nha. Hôm nay em lên nhiều cần quá thì like hơi lâu một xíu cả nhà nha. Đó, anh em mình nhớ coi hết cái video, em có rất là nhiều mẫu cần cho mình xem tham khảo. Rồi, cây này ai chốt cho em mã số 11 ạ. Giá là bao nhiêu đây? Chốt cho em giá là 800k nha. Mã số 11 800k cả nhà. Em lên tiếp mã số 12. Cũng là một cây cần ISO, nhưng mà cây này khoen bé, cần ISO khoen bé nha. Đó, tình trạng thì nó hơi bị xước một xíu, hơi bị xước nhẹ nha. Trọng lượng sẽ là 327g cho em ạ. Ngọn là 1.6mm nha. Cây này được phối màu vàng đồng như thế này, phôi xoắn ngay da. Con này siêu đẹp luôn.
khoai bát nhỏ nha, khoai bát sushi nhỏ như thế này. 2 3 5 7 9 cái khoang. Cây này sẽ có 9 cái khoang cả nhà. Cây này hạt cần tay cũng khá là ok á. Đây lóng này. Lóng không có bị rầy xước gì cả nhà. Lóng còn rất là đẹp nha. Đây ạ. Đó. Cây này hơi bị rầy xước xíu này, lóng thứ 3 cả nhà. Lóng thứ gần cuối. Đây, lóng cuối thì vẫn bị rầy xước nhẹ như thế này. Thì hàng cũ thì mình không thể tránh khỏi được là không có bị rầy xước cả nhà nha. Đó. Ai chốt cho em cây này là mã số 12 nha. Trọng lượng là 327g, gọn là 1.6 ly. Chốt cho em cây này của nhà Siêu Ta nha. Giá là 700k, mã số 12 ạ. 700k mã số 12 nha cả nhà. Đó. Rồi qua mã cần ISO, em lên cho cả nhà mã cần lua nha. Mã cần lua này. Thì đây là một cây cần lua thì bên nhà em bán rất là nhiều rồi. Đây là một cây cần của Magograph ha. Thì cây này nhà em sẽ có rất là nhiều chiều dài cho cả nhà lựa chọn. Cây này chiều dài sẽ là 2m49 nha, 68 này. Nhân ba lên là được 2m49 cả nhà. Độ cứng sẽ là MH luôn. Đó, cây này mình bo cá ok rồi. Bo cá chấm, cá chép độ ok cả nhà nha. Cái này của nhà Magograph là hàng mới mà hiện tại cái cây này em bị mất bao rồi cả nhà. Nếu mà muốn mua cây mới thì em lấy cái mới còn trong bao nha, bị mất cái bao rồi. Đây của Magograph này, đó cứng MH nha. Zit này, zit max sẽ là 180g, line là 0.6 đến 1.5 be cả nhà. Đó, đây cây này máy ngang, cây này máy ngang nha. Bên em vẫn có máy đứng cho cả nhà mình lựa chọn. Thì cây này em để giá rẻ thôi. Ai chốt cho em cây này giá đâu rồi, giá 1.1 triệu cả nhà. Giá 1.1 triệu nha. Mã số 13, giá là 1.1 triệu, 1.100.000. Đó, cần mới nha, mới 100%. Rồi em có một cây cần tiếp theo cũng là của Magograph. Đó, thì thường là bọc thì bên em sẽ để cái bọc như thế này ạ. Đó, em mở ra từ trong bao ra cho cả nhà mình rõ luôn nha. Bao như thế này. Đây, ôi, cây này đẹp cực kỳ luôn. Nãy em nói nhầm. Trời, nãy em tính nhầm rồi cả nhà ơi. Nãy em tính nhầm. Cái cây này nè, cái mã số 13 nha, là chiều dài sẽ là 2m04 thôi nha. Đó, cứng MH ạ. Nãy em tính bị nhầm rồi. Rồi, còn cái cây này hiện tại em đang cầm trên tay. Đây là cây cần cũng của Magograph. Thì hàng mới 100%, nguyên bao zin cho cả nhà, pin mát đầy đủ. Cây này chiều dài sẽ là 2m49, cứng là MH nha. MH. Đó. Em để này cho cả nhà nhìn rõ hơn. Magograph này. Xộp ra. Đó. Lua là từ 5 đến 30g nha. Line là 0.8 đến 2.0 be. Cứng MH. Siêu cứng rồi. Con này mình tải cá ok. Tải cá lớn ok, mấy chục ký được nha cả nhà. Rồi, ai chốt cho em cây này giá là bao nhiêu đây? 1.6 triệu nha. Khoen Fuji này, khoen bát Fuji nha. Con này máy đứng siêu đẹp. Đó. Chốt cho em giá là 1.6 triệu, mã số 14 nha. Mã số 14, một cây cần Magograph mới. New 100% nha. 2m4, 2m49. Đó, cứng MH luôn. Rồi, lên tiếp theo là cần lục cả nhà ơi, cần lục này của Suplader. Cây này Shimano nha, Suplader. Chiều dài sẽ là 4m05, cứng là DX ạ.
Đó. Con này bát Fuji. Khoen Fuji xứ xám nha. Khoen này 2, 4, 5 cái khoen cả nhà. 5 cái khoen nha. Em mở cái lóng ra cho cả nhà nhìn rõ hơn. Lóng có định vị nha, một định vị này, hai định vị như thế này ha. Đó, lóng rất là đẹp. Đây. Siêu đẹp luôn ha. Con này trọng lượng sẽ là 360g nha cả nhà, 360g, ngọn là 2.5 ly nha. Con này để giá bao nhiêu đây ạ? 2 triệu ha. Chốt cho mã số 15, giá là 2 triệu cả nhà. Đó. Cứng là DX tương đương là 27 nha. Mình đánh lục đầu cần là ok. Mấy con này mình đánh lục đầu cần thôi ha. Bên em thì có đủ các size á. Cả nhà muốn cứng hơn thì có thể lấy size CX, BX, AX, bên em đều có nha. Đó, cả nhà có thắc mắc gì thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo cho em là ok. Rồi tiếp theo lên mã số 16 này. Hôm nay like khá là nhiều cần. Đây con này AX cả nhà ơi, cần lục 3 khúc của nhà đây Gamma Katsu ha. Con này còn một con duy nhất ở nhà em thôi, của Gamma Katsu. Trời ơi con này đúng định luôn, hàng lướt nha. Gamma Katsu này cả nhà. Con này hàng lướt còn đẹp nha, không có bị trầy xước gì. Đó. Cán này. Bên em thì có hỗ trợ hạ bát cho cả nhà. Ai muốn hạ bát thì bên em hỗ trợ hạ bát thì ri nha. Khoen này cả nhà ơi, khoen bát Fuji Sit nha. Đây. Chiều dài sẽ là 4m, cứng là 35. Cứng là 35 cả nhà. Mình đánh lục xa bờ ok. Đây còn đẹp nha, cần 3 khúc này. Đó. Hàng lướt còn mở rất là mới. Ủa. Con này trọng lượng là 530g cho em, ngọn là 5 ly. Giá là bao nhiêu đây ạ? 6 triệu rưỡi nha cả nhà. Chốt cho em giá là 6 triệu rưỡi nha. Một con cần của Gamma Katsu. Mã số 16 giá là 6 triệu rưỡi. Còn thắc mắc gì thì cứ liên hệ cho em nha. Muốn quay cận video hơn thì cứ liên hệ cho em. Đây. Con này quá đẹp luôn. Còn một con duy nhất ở nhà em thôi. Đó, Gamma Katsu. 4m, cứng là 35 nha. Rồi, em lên mã cuối cùng thôi. Quay nhiều quá rồi, cả nhà mình xem không hết nữa. Cuối cùng em lên siêu phẩm này. Con này còn nguyên bao như thế này cả nhà, của Shimano. Mở ra cho cả nhà xem ha. Đây. Vôi sắn hai da, vôi sắn ít ít ít. Con này của Shimano ạ. Shimano nha cả nhà ơi. Đây. Spot Racing. Đó. Vôi sắn ít ít ít. Quá đẹp luôn. Quen Fusicon nha. Quen Fusicon. Cái này bát Fuji. Bát Fuji Gold nha. Đây. Xoắn từ cái cần từ cần ở phía dưới góc cần lên luôn đó cả nhà. Thôi quá đẹp nha. Con này chiều dài sẽ là 4m05, cứng là BX của thời Wind Power này. Đó. 4m05 cứng BX nha. Mấy con này mình săn hàng quá định luôn cả nhà. Đánh lục xa bờ quá tuyệt vời ha. Quen này. Đẹp lắm luôn đó cả nhà ơi. Đó. Anh nào đang kiếm một con cần có độ cứng đó, để săn hàng thì chốt liền cho em cây này đi. Quá đẹp. Con này hàng lướt, còn khá là mới nha, không có bị trầy xước. Tình trạng thì nó có bị dính keo ở đây xíu thôi cả nhà. Dính keo ở phần bát này nha. Đó. À, phía dưới gốc thì nó sẽ có bị trầy xước một xíu vì người ta cầm đồ bị hơi nhiều á, thì nó cắm xuống thì nó bị xước một xíu ở phía cần thôi. Mình về mình sơn lại, phun lại xíu là ok. Rồi, cây này chốt cho em mã số 17. Trọng lượng sẽ là 525g, ngọn là 3.5 ly cả nhà. Giá là 8 triệu rưỡi nha. Cây này mình mua mới là mấy chục triệu rồi. Rồi, á chốt cho em
mã số 17, mã cuối cùng, giá là 8,5 triệu nha. Bên em có hỗ trợ hạ bát cho mình đó, hỗ trợ hạ bát free nha. Rồi, em đã lên được 17 cái mã cần và combo cần thanh lý cho cả nhà mình, và nhận một số phụ kiện máy này đó, máy dây cước PE. Rồi cả nhà mình có thắc mắc gì thì cứ liên hệ số Zalo hoặc là điện thoại cho em là được cả nhà nha. Em chúc cả nhà mình có một cái ngày 23 tháng 7 này, buổi tối đi câu được nhiều cá nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã coi hết cái video của em, và hẹn cả nhà vào những cái video lần sau. Cả nhà nhớ đăng ký kênh của May Fashion nha cả nhà ơi, để tiện theo dõi những cái video em lên hàng ngày ha.